Xin chào tất cả các bạn, mình là Nam ở bên cửa hàng guitar Isaac. Bên mình thì bán đàn guitar cho các bạn mới tập chơi và những người đã biết chơi ở rất nhiều mức giá từ 400 cho đến khoảng 4-5 triệu. Và ở trong video này thì thực ra thì cũng không phải là mình muốn giới thiệu, vì cái đàn này mình đã giới thiệu rất nhiều lần rồi. Nhưng mà ở đây thì mình cũng như tiêu đề, mình có muốn nhấn mạnh đây là cây đàn mà hiện tại shop mình bán rất là chạy và gần như là mặt hàng được các bạn ưa thích nhất ở mức giá dưới 1 triệu đó. Và giá cụ thể thì mình có ghi ở bên trên tiêu đề đó, hoặc là các bạn có thể đọc ở dưới bài viết này mình đã cập nhật giá đó. Vậy thì trong video này thì mình cũng xin giới thiệu lại một cách chi tiết hơn một chút nữa để các bạn có thể hiểu tại sao nó lại bán chạy như vậy. Ok chưa? Bây giờ mình đi chi tiết. Nếu các bạn nhìn qua cho mình ở về hình dáng bên ngoài thì thực tế cây đàn này thì nó khá là giống với cây đàn 720k bên mình, vì nó chính là phiên bản nâng cấp của cây đàn 720k. Tức là cái 720k thì nó không có cái bộ phận chỉnh cần đàn, còn cây này nó khắc phục được cái điều đó, tức là nó có một cái bộ phận gọi là bộ phận chỉnh cần đàn ở đây. Các bạn nhìn thấy một cái lỗ này đúng không ạ? Thì nó làm bản chất là một thanh sắt nó nối từ phần dưới này lên tận phần đầu cần đàn thế này, và nó sẽ khi cần đàn nó có bị cong theo chiều nào đi chăng nữa, ví dụ cong theo hình cánh cung nó úp xuống hoặc ngửa lên thì các bạn hoàn toàn chỉnh thẳng lại được. Đó, vì nó là cần đàn bộ phận chỉnh cần đàn hai chiều, vậy bạn xoay ngược chiều kim đồng hồ hay cùng chiều kim đồng hồ thì nó sẽ chỉnh theo cái điều bạn mong muốn. Thì đó, đó là điều mà nhiều bạn rất là thích. Còn thứ hai nữa về về gỗ của nó thì ok, mình giới thiệu lại một tí thôi, vì cái này thì mình đã giới thiệu trước đó rồi. Thì gỗ ở mặt trước nó là mặt gỗ thông, đây là gỗ thịt đấy. Bạn nhìn được những cái vân gỗ còn nguyên đây, những cái cục gỗ, cục mật, những cái vân gỗ nó rất là để tự nhiên như thế này. Đó. Bên ngoài là đường chỉ viền nhìn trông cũng khá là ấn tượng. Mặt eo và lưng thì thực chất thì với những người đã biết chơi đàn, đã tìm hiểu về gỗ, hoặc là bản thân mình người bán đàn thì mình biết rõ đây là gỗ gì, nhưng các bạn với những bạn mới thì thường là bị lừa con mắt, đây là gỗ thịt. Nhưng thực chất đây là gỗ ép thôi, là gỗ ép. Nhưng mà ép ở mức độ rất là tốt, nó khác hoàn toàn những cái ép mà bên mình cũng đang cung cấp, đó là hàng 4, 5, 600 thì đều là gỗ ép thôi. Nhưng mà cái này ép ở mức độ mình thấy rất là ổn. Đó, đàn sử dụng chốt ghim 15 giây, nhìn trông cũng rất là chuyên nghiệp, không khác gì những cái đàn đắt tiền cả. Đó, và nhìn qua này thì nhiều bạn dễ nhầm tưởng nó là những cái đàn tầm hơn 1 triệu, 1 triệu rưỡi, 2 triệu đúng không ạ? Nhưng thực chất giá của nó thì lại chỉ dưới 1 triệu thôi. Đó. Còn bây giờ mình sẽ đi chi tiết hơn tại sao cây đàn này nó lại là cây đàn mà bán chạy nhất và các bạn ưa thích nhất ở mức giá dưới 1 triệu. Tức là những bạn mà muốn mua đàn kiểu không không xác định đi quá xa mà chỉ gọi là ngồi chơi bạn bè vui vẻ một chút thôi, và muốn mua cái đàn đầu tiên để tập xong để chơi luôn đó, ở phạm vi rất là nhỏ gọn thì như vậy. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cái âm thanh, đấy là điều các bạn đang rất quan tâm. Dù gỗ có tốt đến mấy nhưng mà âm thanh mà không ra gì thì cũng không có gì để nói cả. Ok, đầu tiên mình xin đi giải dây. Đó, rất là quen thuộc luôn ạ. Thực tế thì mình không định hát đâu, nhưng mà vì mình chỉ biết có mỗi một bài thôi, thành ra là định không hát, nhưng mà thôi mình nghĩ là cũng nên hát một đoạn để các bạn thấy là khi mà vừa đàn vừa hát nó sẽ như thế nào. Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em đến trường. Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương. À, chỉ hát thế thôi. Ok, đấy là về giải dây, còn khi quạt chảng sẽ như thế nào? Trên
dây cũng như quạt chả mình đã giải riêng không hát và có hát, và quạt chả cũng như vậy. Thì các bạn nghe, các bạn thấy không? Âm thanh khá là tốt, vẫn ok, đàn dưới 1 triệu. Điều đó giải thích tại sao đây là cây đàn mà mình có nói từ ban đầu và đã nói rất là nhiều lần, đó là nó là cây đàn bán rất là chạy với mức giá dưới 1 triệu dành cho những bạn mới tập chơi, muốn mua cây đàn giá vừa phải và những thông số tương đối là chuẩn và có thể dùng được luôn. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và các bạn khi cần hỗ trợ thì các bạn có thể nhắn tin theo số điện thoại mình để trên màn hình, hoặc là Facebook mình cũng đặt để trên màn hình, còn địa chỉ ở tận shop thì là tại số nhà 233 đường Hoàng Công Chất ở chỗ cầu Diễn ấy. Nếu mà bạn nào đi từ tỉnh xa thì nó gần đến bến xe Mỹ Đình thì các bạn có thể đến đó và gọi cho mình, hoặc là các bạn nếu mà không xem trên điện thoại, các bạn không nhìn được những cái thông tin ở trên màn hình, các bạn có thể click vào cái nút một cái nút mũi tên tam giác đấy ở bên góc này, thì các bạn click xuống nó sẽ nhìn thấy các thông tin mình có ghi lại về số điện thoại, Facebook hay địa chỉ, thì các bạn hãy gọi điện hoặc nhắn tin cho mình. Nếu nhắn tin không trả lời thì bạn gọi điện trực tiếp thì mình sẽ trả lời nó nhanh hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và còn khá nhiều video khác, các bạn nếu muốn mua những cái đàn tốt hơn, ví dụ như là đàn hơn 1 triệu hoặc là dưới mức 1 triệu mà tầm khoảng 400-500, các bạn muốn mua đàn rẻ hẳn nữa thì các bạn có thể tìm ở trong cái bộ video của mình có làm khoảng mấy chục cái video, các bạn xem qua thêm đấy, hoặc là các bạn tìm trực tiếp ở trên YouTube với cái từ khóa là đàn guitar giá rẻ đó, ví dụ là 400 này, 500 này, 600 này, hoặc là đấy 800 này, 1 triệu này, 1,3 triệu, 1,4 triệu này, rất là nhiều mức giá. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video giới thiệu về những cây đàn tiếp theo. Xin chào các bạn.